Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một dự án mới của bên em với căn nhà được thiết kế là 5 tầng, vị trí là tại Triều Khúc Tân Triều Hà Nội với cái thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Đông Bắc, giá chào bán 3,6 tỷ đồng và mặt tiền của ngôi nhà là 3m65, ngõ thông, đường rộng, cách với lại hồ Triều Khúc chỉ rơi vào khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Với thiết kế ngõ trước nhà là 1m8 và cái trục đường ở đây là mặt ngõ và là mặt ngõ thông, cách với hồ Triều Khúc chỉ duy nhất 200m, rất là gần, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, gần với lại trường Đại học Công nghệ, giao thông vận tải mọi người ơi. Từ cái vị trí của ngôi nhà này mà đi ra tới đường Thanh Xuân thì nó rơi vào khoảng tầm chừng khoảng tầm 1,5 km thôi thưa quý vị. Và đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà Ngọc Ánh đang đứng. Với căn nhà thiết kế hiện đại, siêu hiện đại, và cửa chính của ngôi nhà là thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Đây thưa quý vị. Và phía Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phía khu vực để xe, khu vực để xe riêng của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là phần để xe và cả một cái gian phòng bếp vô cùng rộng nha mọi người. Phần hoàn thiện của ngôi nhà này thì gần như đã hoàn thiện xong 100%. Hiện trạng của ngôi nhà thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Phần trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng, hồ sơ điện, hồ sơ nước, giấy phép xây dựng đầy đủ, sổ đỏ chính chủ, bao ngay toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng nếu như khách hàng có nhu cầu luôn. Và nhà này chỉ việc dọn đồ về ở ngay thôi nha mọi người. Đây phần tủ bếp của ngôi nhà với cái màu sắc rất là trang nhã, toàn bộ cái tông màu chủ đạo của màu bếp của cái phòng bếp này là màu trắng, gỗ là gỗ thịt và sơn màu trắng nha mọi người. Xung quanh bếp là được ốp kính này, hoa văn hải long rất là đẹp. Mặt bếp cũng được chủ đầu tư là ốp đá granite màu trắng luôn, cùng tông màu với lại màu bếp. Nhìn cái không gian bếp này rất là sáng, trẻ trung và nhìn nó rất là sang luôn. Như đứng ở vị trí phòng bếp mà hướng ra phía cửa chính của ngôi nhà, quý vị thấy rất là rộng. Diện tích trên sổ đỏ của cái căn nhà này là 35m2. Tuy nhiên từ tầng 2 của ngôi nhà thì có xây đua ra tầng 2, 3, 4, xây đua ra được khoảng tầm mấy chục phân nữa, cho nên là cái từ trên phía tầng 2 là rộng hơn rất là nhiều so với tầng 1 nha mọi người. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh nữa. Đây. Đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa tay, gương và hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng, 5 tầng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang. Đây như mọi người có thể quan sát, tay vịn cầu thang là thiết kế là cửa gỗ lim Nam Phi. Và đây là sắt mỹ thuật mọi người ạ. Ở phần khu vực để xe và cái phần cầu thang là có vách gỗ CNC để ngăn cách giữa hai phần vào với nhau. Đó. Mặt bậc của bậc cầu thang của cái ngôi nhà này là được lát đá granite màu xanh. Tiếp theo xin mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 khám phá căn phòng khách vô cùng đẹp của ngôi nhà này nha. Với tầng 2 của ngôi nhà thì đây mọi người có thể nhìn thấy đây, thiết kế vô cùng đẹp mắt. Và ở đây chính là khu vực phòng khách nha quý vị. Đó. Toàn bộ phòng khách này được lát sàn gỗ công nghiệp rất là đẹp mắt. Và ở đây cũng có một cái vách gỗ CNC, đồng thời có một cái tủ kệ ở bên dưới để trang trí cũng như là để những cái vật dụng linh tinh nhỏ nhỏ. Và cái phòng khách này cũng được đầy đủ, lắp đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng. Xung quanh phần phòng khách này là trần phào thạch cao cũng như là được thiết kế là đầy đủ giấy dán tường Hàn Quốc, nhìn rất là đẹp. Vào trong cái bối cảnh của ngôi nhà này thì nhìn rất là sang nha mọi người. Phòng khách rất là rộng. Đây, có một cái vách kính ở đây để ngăn cách giữa phòng khách đi lên ô cầu thang. Đồng thời đây mọi người có thể nhìn thấy đèn chùm trang trí rất đẹp. Và đứng ở cái khoảng không từ phòng khách mà hướng xuống cái tầng 1 này thì rất là rộng,
rất là thoáng với cái ngôi nhà này, vị trí này. Phải nói là xuất sắc luôn mọi người ạ. Đây, vách gỗ CNC trang trí vô cùng đẹp mắt và tinh xảo. Đây là tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo em lên trên phía tầng 3 để khám phá cái căn nhà này nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng vệ sinh. Mời người theo ngoài vào phía căn phòng ngủ thứ nhất. Toàn bộ ở phía tầng 3, tầng 4 đều được chủ đầu tư lát sàn gỗ, lắp rèm cửa sẵn rồi đây ạ. Và căn nhà này hướng đông bắc, mặt ngõ rất là thoáng, không bị nóng nha mọi người. Từ vị trí của cái ngôi nhà này đi ra chợ này, đi ra đặc biệt là đi ra hồ Triều Khúc, mọi người chắc chắn là ai cũng biết đến hồ Triều Khúc. Thì từ vị trí ngôi nhà này ra tới đấy chỉ khoảng tầm 200m thôi. Căn nhà ngõ thông rất là rộng. Đây chính là phần phòng ngủ. Phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 11-12m mọi người ạ. Cửa thông phòng được thiết kế là cửa gỗ lim. Đó. Hành lang đi sang các phòng rất là rộng. Đây là căn phòng ngủ tiếp theo. Căn phòng ngủ thứ 2 của ngôi nhà. Như mọi người đây, ở đây có cái cửa sổ lấy thoáng từ phía khu vực cầu thang vào trong phòng này. Phòng này thiết kế cũng rất là rộng nha mọi người, vuông vắn đẹp. Cửa thông phòng đây. Từ vị trí của ngôi nhà đi lên tới Thanh Xuân rất là gần. Cách với lại trục đường Nguyễn Xiển nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 2km thôi mọi người ạ. Và đây chính là phòng vệ sinh tầng 3 của ngôi nhà thưa quý vị. Chủ đầu tư lắp đầy đủ cabin tắm đây, riêng biệt vách kính nha mọi người. Đó. Và hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc nhập khẩu, quạt hút mùi, bồn cầu liền khối, lavabo, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Vậy thì tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em. Với tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế giống hệt với tầng 3, cũng 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Tuy nhiên thì tầng 4 này thay thế vào sàn gỗ công nghiệp, thì chủ đầu tư là lát gạch kích thước 60-60 hàng granite và màu trắng nha mọi người. Rèm cửa đó, lắp đặt sẵn 2 bộ rèm cửa ở các phòng ngủ này. Các phòng ngủ thì đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Phòng rất là rộng. Như vậy căn nhà này là có 4 phòng ngủ rồi nha mọi người. Đấy, 4 phòng ngủ riêng biệt rất là tiện ích, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình hẳn là 3 thế hệ ở vẫn là vô tư nha. Xung quanh cái vị trí của ngôi nhà này thì rất là nhiều trường đại học, trường cao đẳng cũng như là khu dân cư. Thì phải nói nếu như mà ở Triều Khúc rồi thì em nghĩ rằng quý khách hàng chắc chắn sẽ biết đây là một khu vực vô cùng sầm uất luôn. Và nhà vệ sinh ở trên tầng 4 cũng vậy, thiết kế tương tự. Tầng 3 cũng có cabin tắm riêng. Đó. Chỉ khác mỗi là hệ thống sen cây tắm thì thay vào đó là hệ thống sen tắm thường. Đấy, hành lang đi ra rất rộng nha mọi người. Đứng ở phía hành lang này mọi người đã thấy rất là sáng rồi. Và trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng khám phá nốt căn nhà cùng em. Với tầng 5 của ngôi nhà đây mọi người ạ, Ngọc Ánh đang đứng ở phía cầu thang, không hề có điện nhá. Toàn bộ ánh sáng ở đây là lấy từ trên phía ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống 5 tầng của cầu thang này. Lên trên phía tía tầng 5 này thì chủ đầu tư sắp xếp và bố trí là một phòng thờ. Đây ạ. Phòng thờ này khá là rộng. Nói chung là phòng thờ cũng được, phòng ngủ cũng được, phòng làm việc cũng được. Cái này Ngọc Ánh chỉ review theo cái cá nhân thôi. Còn quý khách hàng về ở thực tế thì sắp xếp cái công năng sử dụng tùy cho gia đình mình. Tiếp theo, phần còn lại của ngôi nhà chắc chắn là ai cũng quan tâm, đó chính là khu vực sân phơi. Đây là khu vực để máy giặt. Đây ạ. Và đây là khu vực sân phơi. Nhìn tổng quan qua cái
Camera nhỏ nhỏ của Ngọc Ánh thì đây, quý khách hàng có thể nhìn thấy luôn là xung quanh cái vị trí ngôi nhà này thì rất là nhiều tòa nhà cao tầng và dân cư thì ở vô cùng đông đúc, sát nhau luôn ý. Với cái căn nhà giá chào bán 3,6 tỷ đồng này, vị trí là thuộc chiều khúc Tân Triều Hà Nội. Vậy thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này, vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013403 hoặc 0888 011 444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em. Đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.